tỉnh SAG, QTV. Đấy, SAG QTV. Não se bate. Gọi cái lớn như cái thằng ngáo này. Một đập thắng quang. Tao chơi đi. Đây, Lý xin trong rừng mình này. Đâu? Mấy biết là chỗ nào ấy? Đây, đây, đây. Đá đi, đá đi. Thôi giết luôn. Đâu ai bay vào đấy thẳng đường. Đúng
tôi nó đã ăn tiêu rồi. Chơi luôn. Đây rồi, hai con mồi đây rồi. Sao nó cướp bộ đồ á? À đây rồi. Ô hàng level 5 này, ngon. Ngon. Vậy cái lồn bị mạnh cả. Nhanh đấy. Không biết nó nghĩ cái đầu buồn gì. Kìa kìa. Ừ.
Thôi địt con mẹ. Định cái lấy góc để chơi cả chơi hai thằng cơ. Địt mẹ thằng kia thằng đánh đau quá. Chưa mua nhầm không? Mời các bạn tặng lại vào. Ô thằng viết nó dài à? Thôi bỏ đi, thằng viết nó dài rồi. Tự nhiên bấm đồng đèn bay làm gì? À, cái đồng đèn anh đáp ra thế đánh anh đứng đấy tầm đèn ra luôn. Định biểu diễn nhỉ? Đánh thế lạnh lặng lách đánh võng ạ. Thế rồi. Ván bùa đã, ván bùa đã. Nó cho ăn bùa đỏ đâu, nó cho ăn bùa đỏ, vai lại nó. Để cho quá bụi cái câu. Bắt luôn. Chơi nhá. Thôi địt mẹ định tốc biến luôn. Em ơi. Bộ đồ nó chưa ăn đâu. Bắt luôn. Đéo biết gì, đứng đéo biết gì. Thằng ngu rồi. Nó bao nhiêu rồi, 05 rồi. Mất Victor rồi à. Đây rồi. Cái gì này? Chạy thế bùa này được bố mày. Right.
Làm gì mà chạy kinh thế? Ôi đi. Mẹ nó còn thiêu đốt. Thằng lồn Victor nhanh phết đấy. Thằng lồn Victor đấy. Thế này thằng yếu này, 06 rồi. Ôi, cái gì đấy? Chơi luôn, chết luôn. Áo hoàng chim này đi ban chết luôn đấy. Ôi địt con mẹ mày choáng. Thôi, để con mẹ bố mày xin mày đấy. Thằng đi ven về sau rồi. Ô, địt con mẹ kìa. Đá hụt kìa. Đá hụt, địt con mẹ đấy, nó cay. Thằng đi ven về sau mà. Thì mẹ tôi bới quái đã hụt được nhỉ. Thằng Victor đâu rồi? Lại lên kia rồi, địt mẹ đẩy chỗ đi. Thì vẫn địt con mẹ ảo tưởng. À thôi. Thôi địt còn mẹ. Địt mẹ thằng ngu này. Nó bình tĩnh là chưa đẩy được cái trụ này à? Ý chết địt con mẹ áo. Đi bình nhá, ở bên đó. Địt mẹ trong đi xin này. Bình ơi, ra mít Bình ơi.
Đây rồi, nó đây là địt mẹ nó chạy đây rồi. Đá mình đi mình không mua lại. Giống em. Cái mặt trước đi các ơi. Kìa. Thử kìa. Về đi, về đi. Ôi. Ai à? Ô ô ô. Kéo đồng ra nhá. Bà đây, bà đây. Ô, gì? Ôi. Thôi. Hai. Thôi bỏ đi, về đi, về đi. Thôi bỏ em. Thằng thấy vật đi. Ô đi mẹ tê le kìa. Chạy hộ bố mấy cái. Ôi địt mẹ mình chưa đạp đến nơi rồi, mày đã tốc biến vào rồi kìa. Ê. Địt mẹ tao đi vần may vãi luôn nha. Mày vãi lồn ra địt con mẹ mình. Mình chưa bay đến thằng đó mẹ tốc biến vội rồi. Thế mới tiếc. Thôi. Địt con mẹ. Ê, thằng đi vần đồ bùi. Chưa kịp đá bay đến chạm chết người nó mới gần đến người nó mình đã tốc biến mẹ rồi. Mình tưởng quả đấy chạm rồi cơ. Ăn ngay cái trường trọng lực của thằng kia rồi. Ủa wow, chết mẹ đấy mình. Chết mẹ tưởng nó chạm rồi, mẹ là lùn. Không biết là áp cả. Áp cả lâu rồi. Mình đang đứng đánh đánh mít bao lâu rồi. Vẽ lùn đánh nghĩa rồi không biết mít áp cả. Mà là mày có thấy anh Đức đánh mình mấy. Thì anh đi mít từ đấy đâu rồi. Đẩy đường đi. Bình dàng đi vườn thế mà không đẩy được cái trụ nó đi.
thịt mẹ đi còn nồn này. Mít đường, mít đường. Kìa, bình thường, một lát sang kìa. Đấy, để mít đi bình nha, thì để mít đi thì. Để đỡ, để tốt. Ông vẫn chơi chết thằng AD kìa. Chạy rồi. Ôi ôi coi bố coi. Ui giời này. Thôi. Ôi thằng ngu. Đẹp lắm, thằng lâu cặp. Ôi, vẫn chết.
Phải cao quá lên nhỉ? Đéo có đội nặng. Mẹ thiếu người khó chịu thật. Thôi thì mẹ AD nhảy đúng vào cái chỗ kia của nó kìa. Địt mẹ ngu thế. Hey. Bắt luôn. Đây rồi. Mino ơi. Bắt đoán lên. Thôi. Giết. Chim à? Ui, thằng chim yếu xíu mà. Thôi hụt rồi, thôi hụt combo rồi, thôi bỏ đi. Nó ea phát chết rồi. Báo mà. Nó dựng ulti ngay giữa này, chạy tới làm gì. Nó ea phát chết. Mình phải SU ulti này. Bố mình sẽ ra góc này cơ. Ra chưa? Đây ra rồi. Đấy, đứt ngay mà. Nó ăn rồng à? Ừ.
Lại 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 lại. Thôi bà đi, bà đi. Địt mẹ thằng chim mày chạy đâu? Đây rồi. Thank you.
Bắn chết nó ạ, đúng rồi. Địt mẹ. Thằng lồn này nó choáng. Tối mày ngồi đây. Ngồi mày ngồi đây làm gì? Oh, move.